Vâng, thưa quý vị, với phương châm không để cho quý vị khán giả bỏ lỡ những tin tức nóng nhất mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Tình hình bão lũ đang rất nóng hiện nay tại Trung Quốc cũng như trên thế giới. 24 giờ của chúng tôi đã cập nhật những tin tức nóng nhất mới nhất trong bản tin ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, vậy là đúng như dự báo, năm 2023 được cho là một năm đầy tai ương vạ gió, đã dồn dập tấn công Trung Quốc trong mấy ngày hôm nay. Khi dòng nước lũ như gào thét đánh sập vách núi và cây cầu như ngày tận thế, miền Nam thì lũ lụt triền miên, chưa từng ngớt thì tại miền Tây Bắc. Cơn bão quái vật cấp 15 quần thảo Trung Quốc một tuần nay vẫn chưa ngừng nghỉ. Các vùng ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt tại nước này đang ngày càng mở rộng sang các vùng phía Tây Bắc của Trung Quốc, khiến cho các tỉnh Cam Túc, Thanh Hải hứng chịu thiệt hại lớn. Và sáng nay, tình trạng sạt lở núi đã tiếp tục nuốt chửng hàng trăm sinh mạng vô tội cùng nhiều ngôi nhà và chung cư. Chính quyền Trung Quốc Tập Cận Bình phải nâng cấp phản ứng khẩn cấp và điều trực thăng tham gia ứng phó theo nguồn tin chính thức từ Trung Quốc. Chỉ sau 3 ngày mưa lớn gây ra lũ lụt và lở đất đã làm cho hơn 208 người tại nước này thiệt mạng. Một quan chức địa phương nói với hãng tin AP: "Chúng tôi đã thu gom được 160 thi thể theo nguồn tin chính thức từ Trung Quốc. Chỉ sau 3 ngày mưa lớn gây ra lũ lụt và lở đất đã làm cho hơn 208 người tại nước này thiệt mạng." Một quan chức địa phương nói với hãng tin AP: "Chúng tôi đã thu gom được 160 thi thể từ huyện Chư Khúc, tỉnh Cam Túc và hơn 60 thi thể ở sông Lô. Hiện nhiều quận huyện tại đây bị ngập trong nước và chúng tôi chỉ có thể đi lại bằng thuyền và cano." Kinh hoàng nhất là sáng nay, một trận lũ quét kéo theo bùn và các mảnh vỡ từ khu vực sạt lở đất ở miền Bắc của tỉnh Cam Túc tấn công vào các ngôi làng và một trường tiểu học ở đây, khiến cho 24 em bị cuốn trôi. Các nhân viên cứu hộ đã đưa được 11 thi thể trẻ em từ bùn đất trở về. Nhiều giờ sau, 13 trẻ em khác và một số giáo viên đã được giải cứu. Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Thông tin và Truyền thông Thiên tai Trung Quốc, ông Zhao đánh giá rằng số nạn nhân thiệt mạng có thể tiếp tục tăng do hiện nay nhiều gia đình báo có người thân mất tích chưa được tìm thấy. Huyện đã tăng cường xây dựng hệ thống cảnh báo sớm thảm họa địa chất nhằm theo dõi 173 điểm có khả năng xảy ra thảm họa địa chất trong thập kỷ qua. Ngoài ra, thiên tai cũng đã phá hủy nhà cửa và hoa màu, đồng thời ảnh hưởng đến giao thông và dịch vụ tiện ích, khiến chính quyền địa phương phải kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp chống lũ lụt ở mức cao nhất. Chính quyền tỉnh Cam Túc đã cử trực thăng và một số đội cứu hộ chuyên nghiệp đến khu vực bị thiệt hại nặng nề, đồng thời cấp khoảng 17,5 triệu nhân dân tệ, khoảng 2,54 triệu USD để cứu trợ. Hiện tại, chính quyền Trung Quốc vẫn đang khẩn trương thực hiện các biện pháp cứu hộ cứu nạn và dùng hàng trăm máy bơm để hút nước ra khỏi khu dân cư, cũng như cơ sở hạ tầng, đường ray, tàu hỏa, mặc cho trong đất liền đang hứng chịu thiên tai, mặc cho mất mùa đói kém triền miên. Tập Cận Bình vẫn bất chấp tất cả, ông ta vẫn không hề mảy may quan tâm tới sự thống khổ của người dân. Trung Quốc vẫn tăng cường ngày đêm đem quân đội tiến ra Biển Đông, chiếm cho bằng được quần đảo Trường Sa lớn của Việt Nam. Bằng chứng là Bắc Kinh đã tập trận liên hoàn từ đầu tháng cho đến nay ngay trên lãnh hải của Việt Nam chúng ta. Thưa quý vị, giới chuyên gia cho rằng cơ sở hạ tầng yếu kém là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ngập úng tại nhiều địa phương của Trung Quốc trở nên nghiêm trọng hơn. Trước đó, tình hình lũ lụt Trung Quốc chủ yếu tập trung vào tỉnh Tứ Xuyên, Giang Tây, Trùng Khánh ở phía tây của đất nước với nhiều đô thị, trong đó Thành Đô và Lạc Sơn bị ảnh hưởng nặng nề. Cũng trong sáng nay, cơ quan dự báo thời tiết cho biết mưa lớn tại Trung Quốc có thể kéo dài đến hết tháng 11 năm nay. Tân Hoa Xã ngày hôm qua dẫn lời Thứ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc Chu Học Văn nói rằng giai đoạn kế tiếp có thể gây thiệt hại đáng kể. Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn có thể tiếp tục trút xuống lưu vực sông Dương Tử trong ngày hôm nay. Do đó, nhà chức trách Trung Quốc đang giữ ở mức cảnh báo cao độ. Kính thưa quý vị, thiên tai, thảm họa và những dị tượng kỳ lạ lại tiếp tục xảy ra trên đất nước Trung Quốc. Sau cơn cuồng phong của bão quái vật bồi thêm mưa lớn và gió giật mạnh, thủ đô Bắc Kinh, biểu tượng về sức mạnh, niềm tự hào của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại được thần sấm thần xét ghé thăm. Nhưng sự viếng thăm lần này có vẻ như không được Đảng Cộng sản và người dân Trung Quốc chào đón, bởi thiên lôi chỉ đem lại bất hạnh và bi kịch cho người dân đại lục mà thôi. Thưa quý vị, sau đợt sét thứ nhất giáng xuống vào lúc 17 giờ hai ngày trước,
đã làm cho hơn 100 người Bắc Kinh thiệt mạng. Một lúc sau, một trận sét thứ hai lại tiếp tục giáng xuống tháp truyền hình trung ương tại đây, làm cho nó đổ sập hoàn toàn, làm bị thương hơn 64 người và 8 người chết khi đang làm việc tại đây, gây bàng hoàng dư luận. Tất cả vụ thiệt hại chỉ xảy ra trong vòng 1 giờ đồng hồ. Vào năm 2021, cũng đã có hơn 2.200 người Trung Quốc đã bị sét đánh chết. Theo thống kê, số người Trung Quốc làm việc ngoài trời nhiều hơn các nước khác, nên họ có nguy cơ bị sét đánh nhiều hơn. Vào năm 2019, ở khu vực miền đông Trung Quốc cũng đã từng ghi nhận có 3.203.621 vụ sét đánh chỉ trong vòng 13 giờ, thưa quý vị. Trong khi đó, ở Bắc Kinh vào ngày hôm qua, sau khi hứng chịu một cơn mưa dữ dội kèm theo gió lớn nổi lên sấm chớp rền vang, một tia sét lớn như xé tan bầu trời và đánh vào đỉnh của tháp truyền hình trung ương Trung Quốc. Tia sét đã khiến cho cả một vùng trời như rực lửa, lửa bắn tung tóe xung quanh vương vãi khắp nơi. Khách du lịch tại Bắc Kinh đã sợ đến nỗi phải la hét liên tục. Còn cư dân mạng Trung Quốc thì mô tả cảnh tượng giống như đang xem một bộ phim thảm họa. Sét đánh trúng vị trí trọng yếu, đây là một yếu tố đáng ngại cho nhà nước và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sét càng đánh thì càng trúng chỗ hiểm. Mục tiêu kế tiếp là Trung Nam Hải Trang. Một số cư dân mạng trên Taiwan nhắc nhở rằng mỗi khi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc gây thêm tội lỗi thì sẽ có dị tượng xuất hiện. Lần trước Bắc tổ chức lễ hội công khai mưu đồ thi hành luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông. Hôm đó ban ngày cũng như ban đêm cùng phong ba bão táp vô cùng dữ dội khi công an Trung Quốc bắt giữ các nhà hoạt động dân chủ như Lê Chí Anh, Chu Đình, thì tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông ở Thượng Hải cũng liền bị sét đánh ngay lập tức. Sau đó, cư dân mạng còn nhấn mạnh rằng trời đất và con người còn có tương quan lẫn nhau, làm việc trái với đạo trời ắt sẽ gặp báo ứng. Kính thưa quý khán giả, như chúng ta đã biết, trong lịch sử mưa lũ của Trung Quốc hầu hết do yếu tố tự nhiên, nhưng mới đây có một trận lũ nhân tạo với sức tàn phá không kém khiến khoảng 300.000 người thiệt mạng, đó chính là trận lũ trên sông Hoàng Hà đã nhấn chìm thành cổ Khai Phong của Trung Quốc theo đúng nghĩa đen. Nước tràn vào trong tường thành và không thoát ra được, nhấn chìm hàng trăm nghìn người ở bên trong. Tài liệu lịch sử cho thấy sông Hoàng Hà là con sông dài thứ hai của nước này, đã gây ra lũ lụt hơn 1.000 lần vị trí trong vòng 2.000 năm qua, dẫn đến cái chết của hàng trăm triệu người. Thành cổ Khai Phong nằm ở bờ nam sông Hoàng Hà, trong khu vực thuộc tỉnh Hà Nam ngày nay. Trước đây, Khai Phong là một trong những thành phố lớn nhất thế giới, đã từng là kinh đô của một số triều đại Trung Quốc. Nơi đây cũng thường xuyên là nạn nhân của lũ sông Hoàng Hà. Nhưng cho đến ngày hôm qua, lũ quá mạnh, tòa thành không thể cầm cự được nữa. Tập Cận Bình đã đưa ra một hành động quyết liệt và điều này vô cùng khiến cho hàng ngàn người dân phải trả giá. Theo đó, một đội quân lớn đã phá đê dọc sông Hoàng Hà để cố tình làm ngập Khai Phong. Tập Cận Bình cũng ra lệnh xả lũ sông Hoàng Hà với hy vọng tiêu diệt sự nổi dậy của người dân trước sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc là cho đê vỡ. Nhưng thay vì tiêu diệt sự nổi dậy của người dân, nước lũ tấn công dữ dội thành cổ trũng thấp, nhấn chìm khu dân cư hoàn toàn không chuẩn bị được từ trước. Từ dân số 378.000 người, giờ chỉ còn vài ngàn người sống sót. Theo nghiên cứu, tường thành Khai Phong đã sụp đổ một phần kiến trúc, khiến nước lũ tràn vào mà không thể thoát ra. Dòng nước lũ tràn vào Khai Phong bao gồm bùn và mảnh vỡ, tạo ra hỗn hợp chết người, khuếch đại đáng kể sức mạnh hủy diệt của lũ sông Hoàng Hà. Theo nghiên cứu, có một người bị thanh gỗ sơn đầu và một mảnh đất sét lớn được tìm thấy trong một người khác. Cũng tại Khai Phong phủ, trận lũ đã để lại lớp bùn đất dày khoảng 3 mét, chủ yếu là phù sa. Điều này cho thấy nước lũ cực kỳ đặc biệt và có sức tàn phá lớn, có thể là hậu quả của một cái chết dữ dội trong một trận lụt, trong đó có những xác còn được tìm thấy trên giường gỗ. Sau khi sụp đổ, một phần tường thành dường như đã ngăn nước lũ ra ngoài, do đó chúng vô tình khuếch đại sức tàn phá của trận lũ lụt sông Hoàng Hà. Cuối cùng, nước lũ thoát ra khỏi thành phố cổ ở phía đông nam, để lại một con kênh có thể nhìn thấy trong địa hình hiện đại của Khai Phong khoảng 10 km về phía bắc. Sau khi đê vỡ, mực nước sông Hoàng Hà có thể giảm từ 10 đến 15 mét. Các nhà khoa học cũng tính toán rằng lưu vực đỉnh lũ là 360 mét khối trên giây, đặc biệt hoặc 725 mét khối trên giây, tương ứng với mực nước giảm khoảng 10 hoặc 15 mét. Với mực nước giảm ước tính từ 10 đến 15 mét,
lượng nước sông tràn ra ngoài là 32% hoặc 64% tổng lưu lượng sông. Điều này có nghĩa là một tỷ lệ đáng kể lưu vực sông Hoàng Hà quét vào thành phố cổ gần như ngay lập tức sau khi đê vỡ. Không có gì ngạc nhiên khi sông Hoàng Hà được mệnh danh là nỗi buồn của Trung Quốc. Nước của con sông Hoàng Hà được cho là đã đổ vỡ qua các con đê ở con sông gần các thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hà Nam. Do vùng đồng bằng trũng thấp gần khu vực điều tiết lũ nên rất dễ lan rộng ra khắp các miền Bắc của Trung Quốc, bao gồm 130.000 km2, gây tắc nghẽn các khu vực cư nông nghiệp và các trung tâm thương mại. Sau trận lụt, 2 triệu người mất nhà cửa và các đại dịch liên tiếp xảy ra. Tiếp theo là thiếu các yếu tố thiết yếu về cơ bản như y tế, thuốc men, lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Do đó, số người thiệt mạng tăng lên rất nhiều. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc quý vị một ngày sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn vào chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ bản tin 24 giờ của chúng tôi nhé. Hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị dưới mỗi video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Những tin chính nóng nhất vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.